Dạ, em chào anh Thơ Quang và các anh chị trên diễn đàn ạ. Chào em. Vui đâu mà sống yếu yếu rồi chập Dạ. chờn chập chờn à. Hôm nay cái tín hiệu của chập chờn quá, không biết là anh Quang nghe rõ không anh? Anh nghe rõ hả? Dạ. Hôm nay thì em sẽ chia sẻ về cái vấn đề bầu cử. Nhưng mà em muốn chia sẻ về cái vấn đề bầu cử ở Mỹ á, cho tất cả các anh chị cùng cùng nghe Ok. cái những cái gì em hiểu biết và so sánh với là cái bầu cử của Việt Nam chúng ta thì nó sẽ như thế nào. Thì có một cái số Ok, những cũng hay. cái dự luận, một số cái luận điệu mà em thấy là cần phải xem xét lại. Cái thứ nhất là ta nói là bầu cử là chuyện tế nhị, không nên nói, không được nói. Thì cái chuyện đó thật sự là vô lý. Em thấy ở ở ở ở gần nhà em mấy cái quán cà phê ấy, mấy cái chỗ gần đây người ta cũng tụ năm tụm bảy, người ta cũng nói về cái chuyện bầu cử chứ sao nói là không không cho nói, vẫn nói ào ào với người ta vẫn bàn bình thường chứ có cái gì đâu mà nói không có. Đấy. Rồi sau đó thì nói là không biết thì không bầu, không biết thì không bầu. Cái luận điệu đó là em thấy cũng 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 trớt quớt luôn. Em thấy là bây giờ là ngoài ngoài trên kết cái loại truyền thông, cái kênh truyền thông thì em còn thấy xuất hiện nữa là các cái sự phổ biến của những các bác tổ trưởng tổ dân phố, người ta cũng đưa xuống, đưa giấy tờ xuống, đưa hồ sơ của các cái ứng viên xuống cho từng hộ gia đình xem để biết về cái quá Đúng trình rồi. hoạt động của từng ứng cử viên, thì sao nó là không bầu mà không biết được. Chuyện đó là quá ư là sai sự thật. Đó, và có cái tính gì đó rất là em nghĩ là nó là xuyên tạc. Đó. Rồi bây giờ em cũng xin chia sẻ về cái vấn đề bầu cử ở nước Mỹ á. Chúng ta sẽ thấy là nó có những cái điểm khác biệt, nhưng mà cái vấn đề em muốn chia sẻ ở đây á là có phải đúng cái luận điệu mà của cái thành phần bao que nói là nước Mỹ có phải là thật sự là bầu cử là tuyệt vời hay không. Thì điểm thứ nhất em muốn bàn là, thứ nhất là thời gian bầu cử á, các anh chị thấy là bầu cử của Việt Nam chúng ta thường là chỉ gói gọn 1 tháng, tức là trong cái quá trình là khởi đầu này nọ, vận động cử tri thì em nghĩ có 1 tháng, tháng mấy thôi, cùng lắm là 1 mấy 2 tháng là cao lắm rồi. Còn cái cuộc bầu cử Mỹ tổng thống gần đây nhất thì có lẽ là một cái cuộc bầu cử mà gọi là kinh thiên động địa luôn, kéo dài từ tháng 11 cho đến gần giữa tháng 1 mới xong, một cái cuộc bầu cử dài kinh khủng như vậy. À, các anh chị Đúng thấy rồi. nè, nó tốn biết bao nhiêu tiền của người dân, nó tiến bút tí, nó tốn biết bao nhiêu cái vấn đề về dư luận. Và cái thứ hai á, là em thấy cái thể thức của cuộc bầu cử ở Mỹ á, em thấy có rất nhiều cái vấn đề cần phải quan tâm. Ví dụ như em thấy là cái hồ cái phiếu phiếu bầu á, là họ phân chia nó không có đồng nhất, có nghĩa là bang này thì họ sẽ chọn cái kiểu phiếu bầu loại này, bang kia thì lại chọn phiếu bầu loại kia, có bang thì là không công nhận người người, người đã chết, mà có bang thì phải tiếp tục lấy cái người đã chết, lấy cái phiếu bầu chết để mà công nhận. Đó, em thấy nó có sự bất cập Đúng rất rồi, là đúng rồi. khác. Còn bầu cử ở Việt Nam chúng ta là tất cả các cái tỉnh thành, cái cơ chế hay là quy định về cái phiếu bầu là đều giống nhau hết. Điều đó nó chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là nhà nước pháp quyền của chúng ta tôn trọng tất cả các công dân trên cái đất nước này của chúng ta, ai cũng có cái quyền như nhau hết và có Bình cái đẳng, nghĩa vụ thống và nhất. quyền lợi như nhau hết. Dạ. Còn rõ ràng là nước Mỹ họ đâu có đâu, mà tới lúc mà cuối cùng thì họ vẫn tiếp tục loay hoay cái câu chuyện tranh cãi là cái phiếu bầu nào thì được công nhận và cái phiếu bầu nào thì không được công nhận. Nó có sự tranh cãi giữa bang này với bang kia, rồi sự Ghê tranh cãi okay, giữa cái chính quyền liên bang và cả các tiểu bang. Ừ. Rồi em thấy có một cái vấn đề nữa là cái cách mà họ bầu phiếu á, cái phiếu á, đúng chuẩn hay là không đúng chuẩn, cái cách mà họ gọi là loại các ứng cử viên á, thông qua cái việc mà gạch dấu cũng để lại rất là nhiều cái vấn đề. Rồi rồi phát sinh thêm một cái vấn đề nữa là bầu cử qua thư. Tức là cái việc mà bầu như vậy á, là ngoài cái người trực tiếp đi đến cái địa điểm để thùng phiếu á, thì sẽ có những người là người ta ở nhà để người ta đưa qua bưu điện. Em thì em không có dám nói là cái vấn đề đưa qua bưu điện nó có thật sự an toàn hay không, nhưng cái vấn đề ở đây á, em muốn phân tích anh Thơ Quang, đó là cái phiếu bầu nếu mà đưa qua bưu điện á, thì ai, tổ chức nào sẽ nhận cái phiếu bầu đó và họ sẽ làm cái gì đối với những cái phiếu bầu qua thư. Ở đây em không có phải là chủ quan của mình, nhưng mà theo em nghĩ là như vậy, có nghĩa là những cái phiếu bầu qua thư tất nhiên phải có người nhận, những cái người tiếp nhận nó,
rồi khi mà họ tiếp nhận nó rồi họ đọc thông tin họ họ sẽ gửi như thế nào, hay là họ sẽ sắp cái thứ đó với bạn những gửi trực tiếp như thế nào. Cái câu hỏi đó rất là em cảm nhận hình như là rất là có vấn đề. Còn Việt Nam mình thì em có nghe cái thông tin phong phanh hình như là không có gửi qua thư đúng không anh? Tức là tất cả hầu hết phải phải tất cả đi 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 vào hết trực tiếp hết, Đúng chỉ rồi. trừ là theo thông tin em được biết là chỉ trừ những ai mà có bị khuyết tật các anh, khuyết tật hay là điều kiện khó khăn ấy, thì có những cái phòng cái thùng phiếu riêng, thùng phiếu bầu riêng là cái chỗ Thùng đó để thiếu, nhận phiếu thùng bầu, thùng chứ phiếu. không có cái chuyện mà nhận bầu lá phiếu bầu qua thư. Đúng rồi. Thì em thấy cái đó cũng là Đúng cái rồi, đúng hay của mình, đó nghĩa là mình sẽ tích hợp hết tất cả các cái phiếu bầu. Mình sẽ tích hợp hết tất cả các cái phiếu bầu vào một chỗ và mình sẽ xử lý nó đồng nhất. Tránh cái trường hợp, em nói thật chứ tránh cái trường hợp là phiếu bầu nó sẽ bị giấu đi hay là có vấn đề gì đó nó không khách quan. đúng rồi. Rồi rồi cái công nhận kết quả bầu cử thì mỗi nước thì có một cái thể chế khác nhau thì em không nói. Nhưng mà cái cuộc bầu cử ở Mỹ thì nó có một cái chuyện kỳ lạ là buổi tối nay thì ứng cử viên này giành chiến thắng nhưng buổi sáng mai thì lại lại đổi chiều. Em không hiểu là cái cơ chế bầu cử họ kỳ quặc như vậy. Và điều Buổi đó đã tối xảy có ra người đúng không? Đã tuyên xảy bố ra. ứng cử rồi mà. Và cái đó rõ ràng là nó không 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 để lại rất là nhiều cái vấn đề. Bởi vì ai các ứng cử viên cứ tuyên bố thắng cử như vậy thì sẽ làm cho người dân người ta sẽ mất cái niềm tin, mất cái niềm tin vào hệ thống bầu cử. Rồi, hồi nãy anh Huy anh có nhắc đến cái chuyện mà hệ thống công nghệ về phiếu bầu á, thì Việt Nam mình nó có một cái điểm khác là Việt Nam chúng ta là em thấy là kiểm phiếu bầu qua trực tiếp anh, tức là đếm phiếu trực tiếp. Còn Mỹ thì họ nói là họ họ hiện đại hơn cho nên là họ sử dụng phiếu bầu là có máy để bấm. Mà không biết máy bấm làm sao mà lại có những cái dư luận lại bảo là máy bấm nhầm thiếu 7.000 phiếu, 8.000 phiếu ở cái bang nào đó. Thì cái câu chuyện này là thực sự là quá là có nhiều cái điều mà mình còn phải nói. Tức là dùng máy, dùng cái công nghệ rồi đó, tức là công nghệ rồi đó mà cuối cùng mà để lại những cái gọi là mâu thuẫn, những cái vấn đề mà khó mà định hình được. Trong khi các nước khác người ta vẫn đếm thủ công mà có vấn đề gì đâu. Rồi có một cái nữa về cái vấn đề bầu cử ấy, thì ở Mỹ em thấy có một cái lỗ hổng là khi mà một cái ứng viên tổng thống mà thất bại trong cái cuộc bầu cử ấy, thì họ sẽ tìm cách là kháng nghị cái việc bầu cử lên ở ở các bang. Nhưng mà cái việc kháng nghị lên từng bang á, thì nó lại ảnh hưởng rất là nhiều. Ví dụ như có một số bang là có những cái ông thống đốc mà thuộc cái phe đảng mà của mình á, thì mấy ông đó có cái khả năng là mấy ông xử cho những cái ứng viên đó thắng. Còn nếu mà đưa cái gọi là mình kiểm tra phiếu bầu ở những cái bang mà không phải là đảng của mình thì có vẻ hình như là họ họ xử thua. Em không biết là em có nhận định khách quan hay không, nhưng em thấy ở Mỹ nó có cái điều kỳ lạ vậy đó. Tức là khiếu nại phiếu bầu, nhưng mà khiếu nại phiếu bầu thì cũng 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 là người cùng đảng thì rất dễ giải quyết, mà rơi vào cái người đảng khác thì bắt đầu là gây khó khăn, gây cái vấn đề khó khăn. Và có một cái mà rất nhiều người Việt Nam, có vẻ rất nhiều người Việt Nam chúng ta rất là hào hứng, đó là cái gọi là tranh luận giữa các ứng cử viên, cái show truyền hình trực tiếp á, tranh luận giữa các ứng cử viên. Thì tất nhiên là ở Việt Nam chúng ta sẽ không có cái gọi là như thế này, chúng ta chỉ có tiếp xúc cử tri thôi, lẻ phải không anh, tiếp xúc riêng lẻ thôi. Đúng rồi. Alo, anh Quang nghe em Quang. Nó hơi chập chờn á, như nghe lại rồi. Tùng nghe không? Alo. Alo. Dạ đúng rồi. Ví dụ thì em coi xong những tranh luận của các cảm nhận thôi. Ừ.
Bên Bụi Tùng sống chập chờn. Hello Bụi Tùng. Hello. À, tranh thủ Bụi Tùng rớt đài thì về đây thực quan cũng xin đọc một câu thế này cho mọi người nghe và mọi người quan điểm của mọi người ra sao nha. Quyền ứng cử và bầu cử là một trong những quyền cơ bản của mỗi công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điều này đã được quy định cụ thể trong hiến pháp và đã được cụ thể hóa bằng luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Trước mỗi kỳ bầu cử, việc công khai thông tin về quy trình và bầu cử, về bầu cử và thông tin về các ứng cử viên thông qua hệ thống truyền thông các cấp, nhà nước rất cần sự quan tâm và đóng góp ý kiến xây dựng cho sự kiện bầu cử. Việc bầu cử được đảm bảo trên nguyên tắc phổ thông đầu phiếu, đảm bảo sự dân chủ, đảm bảo quyền lựa chọn người đại diện cho mình tại các cơ quan giám sát địa phương và cơ quan lập pháp. Việc tổ chức bầu cử được giám sát chặt chẽ, đảm bảo kết quả chính xác nhất, phản ánh sự lựa chọn của công dân. À, và cá nhân tôi thì hoàn toàn đồng ý với cái quan điểm này của bạn Hoàng Nguyên nha. Phản ánh rất là chính xác. Cái vấn đề mà tranh luận giữa hai ứng cử viên tổng thống, em thấy cái chuyện đó là cái chuyện xàm xí nhất luôn của bầu cử của các nước tư bản anh, nhất là nước Mỹ anh, em cảm nhận là như vậy. Bởi vì họ vào đó họ toàn đấu tố cá nhân không à, tức là họ vạch ra những cái điểm yếu kém của đối phương rồi họ rủa xả, tức là họ tìm cách họ chì chiết đối phương, chứ em cũng không thấy là họ đưa ra cái đường hướng hay cái gì mà vượt trội hơn đối thủ anh. Mà cái đó là cái đó thật sự mà nói là khi mà diễn ra như vậy thì cử tri Mỹ chắc chắn nó cũng đã, họ cũng đau đầu, họ cũng không biết là sẽ phải bầu như thế nào, bầu làm sao cái các ứng cử viên còn được. Có nhiều người ở trong xóm em cũng vậy, em thấy cũng có nhiều người nói là tại sao mà không cho tranh luận, không cho thế này thế kia. Cái vấn đề ở đây là cho tranh luận thì được, nhưng mà cái vấn đề là tranh luận thu hoạch được cái gì. Em nghĩ là tranh luận thì thu hoạch được gì, có cái gì trong cái việc tranh luận đó? Nếu mà chỉ tranh luận mà chỉ là đấu tố chửi bới thì tốt nhất cũng không nên đưa ra những cái đó làm gì, vì nó không có làm được cái điều gì tốt đẹp hết. Đó. Còn mà Đúng các rồi. ứng cử viên của mình thì em thấy bầu cử là người ta có những cái hồ sơ đã được ghi rất là rõ rồi, thông tin ngày tháng năm sinh địa chỉ số nhà rồi các cái quá trình hoạt động của từng ứng cử viên là người ta ghi như vậy rồi. Đó. Thì chúng ta sẽ dựa vào cái thông tin đó và cộng thêm là những cái thông tin mà chúng ta qua mạng xã hội hay là những cái thông tin ở trên đài báo chúng ta biết thêm để chúng ta lựa chọn lúc lúc thì người này thắng, lúc thì người kia thắng, rồi lúc thì cái phiếu bầu này thì được công nhận, lúc thì phiếu bầu kia thì không được công nhận, lúc thì bang này nói ông này thắng, lúc này bang kia, nó rối rắm nhiều khê mà nó kéo dài. Đó, nó kéo dài, mà đặc biệt là cái màn mà em nghĩ á, các anh chị có đồng ý ý kiến của em không, một trong những cái màn mà rối rắm nhất của bầu cử của nước Mỹ đó là khi ông tổng thống Donald Trump mà ông bị thất thế đó mấy anh, tức là ông có nguy cơ thua, thì ông bắt đầu ông đổ váy sang, ông đưa ra những cái thuyết âm mưu, ông đổ váy sang cho ông Biden thế này thế kia để nhằm là tìm Đúng cách đó là giành giật lại chiến thắng. Thì cái đó là cái mà nó nguy hiểm và nó gây chia rẽ cho cộng đồng, cho đất nước. Bây giờ thử chính hỏi xác. bây giờ ở Việt Nam chúng ta cũng vậy, nếu như có hai ba ứng cử viên gì đó rồi thua cuộc, không chấp nhận thua, rồi bắt đầu tố đại tố bậy, cứ nói cái ông đó có gian lận, ông kia tổ chức mua phiếu bầu như vậy không có bằng chứng gì, cứ nói oan oan như vậy thì cái đất nước sẽ như thế nào? Hả? Cái đất nước nó sẽ như thế nào? Mà cái người dân mà khi mà đã không có niềm tin vào ứng cử viên, không có niềm tin vào hệ thống bầu cử thì sớm muộn họ sẽ không có niềm tin vào thể chế. Đó là quan điểm của em như vậy. Không tin vào bầu cử, không tin vào ứng cử viên là sẽ không tin vào thể chế, thì cái đất nước nó sẽ là bất ổn. Đúng rồi. À. Còn mà nhiều người mà còn có ý kiến mà nói là bầu cử Việt Nam nó xa xỉ thì làm sao mà bằng các cái nước tư bản người ta vận động tranh cử mà tốn hàng hàng tỷ hàng tỷ hàng tỷ đô la Mỹ, làm sao mà bằng được? Như ông Trump á, tận tới tới thời điểm này á, ông Trump vẫn cái số tiền mà ông thu góp tiền vô tranh cử ổng còn chưa trả cho mọi người nữa mà anh.
ổng mới trả hình như có khoảng 60-70% số tiền này. Còn có một cái nợ phần nần tùm tiền lum mà ổng ổng nợ nần tùm lum mà ổng không có trả luôn. Mà sau những cái chuyện đó thì sao mọi người người ta không biết đó, em thấy là báo đài cũng cũng ít đề cập, nhưng mà chuyện đó là sự thật là như vậy đó. Đó. đúng rồi Vậy thì thử có một cái phép tính mình so sánh coi, giữa bầu cử Mỹ và bầu cử Việt Nam thì cái bầu cử nào là đang là cái xu thế tốt, nó phù hợp cho tình hình của đất nước. Em thẳng luôn đó là nó quá rõ ràng rồi, cái bầu cử của Việt Nam mình nó vừa phải, nó tiết kiệm, nó vẫn rõ ràng và cụ thể, và cái điều quan trọng nhất là bầu cử của Việt Nam mình là tốt, cố gắng là hạn chế những cái mâu thuẫn, những cái vấn đề tiêu cực nó xảy ra. Vì khi mà bầu cử mà xảy ra tiêu cực thì rất khó giải quyết. Bây giờ em nói ví dụ như ở Mỹ á, cái chuyện mà mua phiếu bầu hay là cái chuyện mà bầu những cái lá phiếu của người chết như vậy á, bây giờ nếu như sự xảy ra sự cố thì chúng ta làm sao để chúng ta bào chữa đây? Cái vấn đề rất khó để mà giải trình. Những cái phiếu bầu mà gọi là không hợp lệ hay hợp lệ nhiều khi nó cũng khó mà tồn tại lắm. Em nghĩ là trong một số hoàn cảnh nó cũng khó tồn tại rồi, nó có thể lẫn lộn vào cái thùng phiếu này, lẫn lộn vào thùng phiếu kia đó. Cho nên là cái em cảm nhận là cái quy chế bầu cử ở Việt Nam mình là em có cảm nhận là nó phù hợp, nó tốt, và những người dân của chúng ta là có khả năng để tìm kiếm được những cái ứng cử viên mà họ cho là tốt, là phù hợp với đất nước của mình. anh đồng ý vô Dạ, tôi đó. Dạ, đó là những cái ý kiến riêng của em về về cái nhận định của em về cái cách mà bầu của Việt Nam với là bầu của Mỹ. Dạ. Dạ thôi em xin phép xuống để các anh chị khác lên. Ok, cảm ơn Bùi Cảm Tùng ơn nhiều em. nha. Rồi rồi, cảm ơn em. Dạ dạ. Dạ À rồi quên, các anh chị. anh xin hỏi Bùi Tùng thêm câu này nữa được không ạ? Dạ. À, với Bùi Tùng á, đúng không? À, với cái góc nhìn của Bùi Tùng thì thời gian đây trên không gian mạng chúng ta đều nghe một cái luận điệu là nó cổ súy và nó xúi giục người dân á, với cái khẩu hiệu là không biết không bầu. À, theo Bùi Tùng thì Bùi Tùng nghĩ về cái việc này là thế nào? Cái chuyện mà không biết không bầu là cái chuyện họ họ xuyên tạc quá trắng trợn. Thì em cũng là hồi nãy em cũng có nói rồi đó, là khi mà cái việc mà chạy bầu cử, tức là cái những tháng đầu tiên á, thì cái ở những cái phường xã là người ta sẽ photo hết giấy tờ của từng ứng cử viên, người ta sẽ đánh máy thành từng tờ giấy, người ta in ra, người ta phô ra, rồi người ta sẽ cử người xuống phát cho từng hộ gia đình đàng hoàng. Rồi ở những cái tổ sinh hoạt cộng đồng đó anh, những cái phòng, những cái tổ sinh hoạt cộng đồng thì người ta cũng có danh sách các ứng cử viên, tên, tuổi, ngày tháng, năm sinh, rồi số, thậm chí là cái số thứ tự của ứng cử viên ở trong cái tổ, ở khu phố người ta ghi rất là rõ ràng. Thì người dân sẽ được quyền tự do đến những cái nơi như vậy để người ta tham khảo hay là tìm hiểu thêm về cái ý kiến. Nhưng mà có một cái vấn đề ở đây nè, mình phải hiểu là Việt Nam chúng ta sẽ có cái cơ chế khác như người Mỹ. Người Mỹ họ vận động tranh cử là họ sẽ thuê từng người đến từng nhà luôn anh. Thuê từng người đến từng nhà, mà thậm chí là họ sẽ nói chuyện chèo kéo. Tại sao Việt Nam chúng ta không làm như vậy? Nếu mà chúng ta làm như vậy có được không? Thì em nghĩ là nếu như chúng ta làm theo cái kiểu của người Mỹ, chúng ta sẽ tốn cái tiền, tốn cái lượng tiền mà chi cho bầu cử kinh khủng luôn đó. Kinh khủng luôn á. Em có xem một cái bài báo mà người ta nói, người ta phân tích của đảng Dân Chủ anh. Cái số lượng tiền mà đảng Dân Chủ bỏ ra để mà tranh cử thắng lần này là nó cũng là gấp rưỡi cái số tiền cái kỳ của bà Hillary Clinton. Có nghĩa là cái chiến thắng mà đảng Dân Chủ có được là họ phải bung tiền ra như thế nào, họ phải bung tiền ra truyền thông đó, nói tốt cho ông Biden, truyền thông để mà tô hồng ông Biden lên. Mua phiếu đúng không? Thấy Nếu mà hiểu hiểu theo cách nào đó gần như là họ mua phiếu đúng không, Bùi Tùng? dạ Đúng dạ chưa? đúng rồi anh. Đó, là Dạ rồi thậm chí là các bên Dân Chủ họ còn cử người đến từng hộ gia đình, nhưng mà không phải như Việt Nam chúng ta nha. Chúng ta đến từng hộ gia đình là chúng ta kêu người, nhắc nhở người dân đi bầu, nhưng mà đảng Dân đúng rồi. Chủ đến từng hộ gia đình để kêu người ta phải bầu cho ông Biden. Cái vấn đề nó khác, kêu cái người đó phải trực tiếp bầu cho ông Biden, tức là cái kiểu em cảm nhận như là bầu cử ở phương Tây là bầu cử cưỡng ép, đúng không? Dân Chủ nó quá là cưỡng ép, vào đó rồi nói xì xào, tìm mọi cách là lạy lục van xin, nói đủ thứ chuyện để buộc mình phải bầu theo cái hướng đó. Còn em thấy nè, như là tổ dân phố nhà em, mấy cái người người ta phát đơn, người ta chỉ đơn giản là đưa rồi anh chị về đọc tham khảo đến ngày đi bầu thôi, chứ họ đâu có nói thêm mà phân tích thêm là nên bầu người này người kia đâu, rất rõ ràng. Đúng rồi. Và mới đây thì em có nghe
Em có nghe là em có coi thời sự, hình như là chính chính quyền nhà nước mình có ban hành những cái điều luật gì là không được làm. Ví dụ như là dùng tiền để mua, để mà gọi là câu kết hay là mua phiếu của người này người kia ha anh. Rồi hay là tận dụng truyền thông để mà bôi son cho mình á. Kiểu như là vận động tranh cử, thì em thấy là mấy mấy ngày gần đây là thời sự có rao có nói về cái tin này, có nghĩa là những cái hành vi nào mà được xem xét là đúng với lại trình tự pháp luật khi mà mình ra mình gọi là mình thuyết phục cử tri, và những hành vi nào là không cho phép là có. Em có thật sự là em thấy có rất là rõ ràng, và cái điều này là một cái cách thức hoàn toàn tốt để hạn chế đến mức tối đa những cái tiêu cực xảy ra trong cái quá trình mà chúng ta bầu cử, trong quá trình chúng ta tiếp xúc cử tri. Tiếp xúc cử tri thì ai cũng có thể làm được, nhưng mà tiếp xúc cử tri mà theo cái kiểu mà đường đường hầm á, em nói nôm na là tiếp xúc cử tri theo đường hầm là cái đó dứt khoát là không thể tồn tại ở cái đất nước Việt Nam chúng ta. Dứt khoát anh có thể Rồi. bước lên cái ở đâu đó anh nói, như ví dụ như là ủy ban để anh nói, anh tiếp xúc cử tri ở ngoài mặt, ở trực tiếp thì được, còn anh tiếp xúc ngầm, anh mua chuộc cử tri, mua phiếu là cái chuyện đó là, em nghĩ là hoàn toàn sẽ không có chấp nhận ở đất nước của chúng ta, vì cái hành vi đó là cái hành vi gian lận và nó sẽ cho ra những cái kết quả bầu cử lệch lạc, không đúng, sai lầm. Em nghĩ là như vậy, tức là những ứng cử viên nào mà thực sự là tự tự ti về bản thân yếu kém thì họ mới dùng như vậy thôi anh. Đúng rồi. Đó là quan điểm của em á, chỉ có tự ti yếu kém thì mới 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 dùng những cái cách thức là đi đường sâu thôi. Còn những cái ứng cử viên thật sự là nếu thật sự bản lĩnh thì người ta vẫn là trực tiếp người ta nói chuyện với lại các cái cử tri. Đó, các ứng cử viên sẽ nói chuyện trực tiếp với các cử tri và đưa ra những cái thông điệp cho mình. Đó. Rồi bữa trước thì cũng có cái dư luận là bảo là gì? Là ứng cử viên là nói thì hay nhưng mà làm thì không được. Thì em cũng cũng có phân tích một vài bài, em cũng nói sơ qua cái chuyện đó là thật ra mà nói là ứng cử viên mình nên hiểu là vị trí của cái đại biểu quốc hội này, theo em nghĩ đó là họ sẽ đề đạt lên, tức là họ sẽ nắm thông tin và họ đề đạt cái ý kiến, cái nguyện vọng của người dân lên trên để chính quyền người ta xử lý, chứ không phải là đại biểu quốc hội là cái người trực tiếp làm. Theo em nghĩ là như vậy, không phải là trực tiếp làm những cái hoạch định chính sách mà chúng ta chỉ đưa lên trên thôi. Cho nên người người dân mình phải phải hiểu như vậy đó. Đó, tức là họ sẽ đại diện mình đưa cái ý kiến lên trên, chứ họ không phải là người thực trực tiếp làm hết những cái công chuyện ABC tại cái địa phương của mình. Đúng Mình rồi. phải hiểu rõ như vậy. Và Chính cái xác. chuyện đề xuất lên trên những cái gọi là những cái mảng nào, những cái phần nào, những cái yếu tố nào mà cần phải làm ở địa phương mình thì phải được xem xét, phải được coi, và tùy thuộc vào cái ngân khố, tùy thuộc vào cái điều kiện kinh tế của từng xã, từng huyện. Em nghĩ là vậy á. Ví dụ như những cái huyện, những cái nơi xa, những cái tỉnh xa hay là những cái miền núi Tây Bắc đó, thì em nghĩ rằng sẽ là những cái nơi mà chính quyền nhà nước chúng ta sẽ chú trọng phát triển, tức là họ sẽ cố gắng là dùng tiền hay là đổ vốn ra để họ cố gắng là nâng cao phát triển ở những cái vùng xa xôi. Còn những cái vùng mà đã phát triển rồi thì tất nhiên là vẫn 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 có là giúp đỡ về tài chính, nhưng em nghĩ là sẽ ít hơn. Em nghĩ Đúng là rồi. sẽ ít hơn ở ở ở những cái nơi mà xa xôi và những nơi hẻo lánh, thì cái chỗ đó phải là những cái chỗ ưu tiên hàng đầu. Thì mình là người dân thì mình phải hiểu cho chính quyền ở chỗ đó, tức là cái tiền mà chính quyền họ phân phối, thì em nghĩ là phân phối để phát triển đất nước phải có sự ưu tiên. Em nói đơn giản trong các thành viên trong gia đình cũng vậy nữa. Ví dụ như là cái thằng trong ba hai ba đứa con mà cái thằng bé nào nó yếu nhất, nó ốm nhất, thì mình phải gia đình cha mẹ phải mua sữa về cho nó uống, mua sữa rồi Chính mua xác. đồ này cho nó uống. Còn cái thằng bé nó vẫn khỏe rồi, nó to rồi thì cũng cho nó ăn, nhưng mà không có cho ăn nhiều thôi, nó không có lo nhiều. Thì em nghĩ là về vấn đề đất nước cũng vậy, cho nên là người dân mình cũng phải nên tin tưởng vào cái cơ chế đó và cái quyết sách của đảng, đặc biệt là tin tưởng vào cái hệ thống bầu cử. Và phải nghĩ rằng là bầu cử là cái gì? Bầu cử là cái quyền lợi chính đáng của mình được hưởng. Mình đi bầu là mình thể hiện cái vai trò công dân thông qua lá phiếu. Cho nên Đúng rồi. là nếu như mình không bầu hoặc là mình nhờ người khác bầu, thì mình từ đây về sau mình đừng có đổ thừa sang là tôi chưa giờ tôi không có đi bầu. Những người đó phải xem lại luôn. Đúng rồi. Nếu như đã không đi bầu, nhờ người khác bầu hoặc là không đi bầu, thì đừng có nên đi đổ thừa là như vậy. Đấy. Chính Bởi vì xác cái rồi. đó là cái quyền của công dân. Có nhiều người em thấy là cũng lạ lắm, đi bầu là nhờ người này người kia đi,
nhờ người này người kia đi rồi có kết quả gì đó là không trái khuấy là bắt đầu lại đổ thừa thế này thế kia. Nhưng mà do là họ không có thể hiện được cái nguyện vọng của mình. Và cái chuyện bầu cử là mình phải nhớ là cái đó là cái sự kiện trọng đại của đất nước, lựa chọn ra những cái người mà những cái ứng viên nó họ tốt, họ có khả năng dẫn dắt hay họ có khả năng tiếp nhận những cái ý kiến của cử tri để phát triển đất nước, thì chúng ta phải cố gắng làm sao ở nhà chúng ta suy xét. Em thấy có một số người dân Việt Nam mình cũng lạ lắm, đi bầu anh chạy qua nhà ông hàng xóm bảo ê ông bầu nào để tôi gặp tên ông này rồi tôi tên ông kia. Cái đó là chúng ta phải xem xét lại, phải có cái sự chủ quan của mình, chứ chúng ta không thể nào bầu mà chúng ta đi hỏi cái người kia a hỏi người b anh bầu sao anh chỉ cho tôi, rồi đến khi mà ra cái kết quả rồi gặp bầu phải cái kết quả cái người mà mình không thích thì bắt đầu lại bỉ bôi là bảo là không có quyền lựa chọn thế này thế kia. Là em thấy cái đó là không ổn. Tự bản thân mọi cái cá nhân mọi người là phải có cái ý thức suy nghĩ đọc hồ sơ cho kỹ từng cái thành tố, từng cái yếu tố của mỗi cái ứng cử viên cho thật rõ, thật kỹ, xem xét cho nó rõ, rồi tự giác cầm phiếu đi bầu để thể hiện cái quyền công dân, chứ không phải là mình cứ đi hỏi người này người kia. Dạ, đây là cái ý kiến cá nhân của em, là nói chung là ý kiến cá nhân của một người cũng chưa có phải là đứng tuổi lắm, cho nên là có cái gì mà nó còn trục trặc thì mong các anh chị em thông cảm bỏ qua. Thì nói chung là em okay. Nói chung là cuộc sống của em thì nói chung tới giờ thì đi bầu cũng chưa có nhiều, em khẳng định một câu á là cũng chưa đi bầu nhiều, cho nên là cái sự am hiểu về cái việc bầu cử nó cũng không nhiều. Mong các anh chị em là có kinh nghiệm chia sẻ thêm. Dạ. Ok, cảm ơn em. Dạ, em xin cảm ơn Bùi Tùng nha. Cảm ơn các anh chị. Dạ. Xin cảm ơn.